các em một số cái bí quyết để chúng ta có thể là gì? Học thuộc công thức vật lý một cách dễ nhất và nhớ lâu nhất. Ok. Từ từ tác dụng lên một đoạn dây dẫn thẳng, chúng ta sẽ có công thức F bằng D I L sin alpha. Trong đó F được từ tác dụng lên một đoạn thẳng đơn vị là newton, D là đơn vị là từ cảm ứng từ là tesla, I là đơn vị là ampere, L là chiều dài của sợi dây đơn vị là mét. Và công thức này để dễ dàng nhớ hơn, các bạn hãy đưa vào về là gì? Sin alpha nhân với B nhân với I nhân với L. Và chúng ta sẽ thuộc bằng một câu như sau: phải sin bỏ một lần. Nhưng mà học sinh của cô thì nó có nhiều cái cách dịch nữa, như vậy các bạn hãy dịch đi rồi chúng ta sẽ nhớ mãi mãi ha. Nhớ mãi mãi. Câu số 2 của chúng ta đó chính là chúng ta sẽ nói về trong hệ SI, đơn vị của từ thông. Từ thông đơn vị công thức BS cốt gì của alpha. Trong đó đơn vị của từ thông chính là VB. Và trong hệ SI thì cảm ứng từ của chúng ta là tesla, và S chúng ta sẽ đơn vị là gì? Là mét vuông. Đó là câu hỏi số 2. Câu hỏi số 3: độ lớn của lực Lorentz. Ok, lực Lorentz, Lorentz là lực gì? Là lực từ, lực từ mà tác dụng lên điện tích chuyển động. Như vậy thì trong công thức của các bạn chắc chắn là phải có điện gì? Điện tích. Và nó là lực từ nên nó sẽ có cái anh chàng này, và chúng ta sẽ viết làm là Q B V sin alpha. Alpha là gì? Alpha chính là cái góc hợp bởi cảm ứng từ B và vector gì? Vận tốc. Và được xác định theo quy tắc bàn tay gì? Tay trái, đúng không? Và bây giờ quan trọng nhất là làm thế nào để nhớ được công thức này. Như vậy lực tác dụng lên điện tích. Như vậy lực đơn vị là newton, điện tích là Q, và có thể dương có thể âm. B là cảm ứng từ và đơn vị là tesla, và V là vận tốc và sin alpha. Và bây giờ để dễ nhớ hơn, các bạn hãy đưa vào là gì? Quyết phải quyết sin bỏ vợ. Phải quyết sin bỏ vợ, đó chính là lực gì? Lorentz. Chúng ta sẽ nói về câu số 4 của chúng ta là gì? Là từ không sẽ bằng B nhân S nhân cos alpha. Nhưng cô lưu ý là gì? Ở đây chúng ta sẽ từ không qua một mặt kính này, thì các bạn sẽ có đường xuất từ chính là cảm ứng từ B. Ở đây chúng ta sẽ có một cái phá tuyến là vuông góc với mặt phẳng vuông dây, và đây chính là phá tuyến này hờ, và đây chính là alpha, và đây chính là B, và diện tích S đứng bằng đơn vị là mét vuông, được chưa? Như vậy từ thông qua mặt kính này, N là phá tuyến và N hợp với B, và B là chúng ta sẽ có hướng là song song rồi hướng hợp với lại alpha một góc bất kỳ, rất là nhiều trường hợp. Nhưng chúng ta sẽ hiểu rằng góc alpha chính là hợp bởi N và B, và chúng ta sẽ có BS cos alpha. Anh này là VB, anh này là tesla, và anh này là mét vuông. Đó chính là từ thông. Và độ lớn của suất điện động cảm ứng trong mặt kính theo công thức nào? Suất điện động cảm ứng trong mặt kính sẽ bằng là tốc độ biến thiên của từ thông trong một đơn vị gì? Thời gian. Tốc độ biến thiên có nghĩa là sự thay đổi giữa cảm ứng từ B, giữa S và gì? Và cái góc, đúng không? Chúng ta sẽ thay đổi các cái giá trị trên sẽ dẫn đến trong mặt xuất hiện một dòng điện cảm ứng, và được xác định bằng chiều theo định luật gì? Laser. Chúng ta tiếp tục đơn vị của từ thông. Như vậy rất là dễ dàng, đơn vị từ thông chính là đơn vị là gì? Là VB, đúng không các bạn? Định luật khúc xạ ánh sáng. Nếu các bạn thấy hay thì hãy chia
thể theo dõi được nhiều video mới và hấp dẫn và hỗ trợ cho các bạn học môn vật lý sẽ chắc chắn là gì? Sẽ tốt hơn và sẽ cảm thấy tự tin hơn rất là nhiều. Chúng ta sẽ nói về định luật khúc xạ ánh sáng. Đầu tiên là chúng ta sẽ nói mặt phân cách giữa hai môi trường N1 trên N gì? N2. Ở đây chúng ta sẽ có một pháp gì? Pháp tuyến tia tới qua mặt phân cách Y. Thì bên này sẽ không truyền thẳng mà sẽ bị gãy khúc, giả sử như là gì? N1 nhỏ hơn N gì? N2. Chúng ta sẽ có góc này là R. Và ở đây chúng ta sẽ có một cái tia mà nó hai cái góc này bằng nhau. Tia này là người ta gọi là tới, tia này là khúc xạ và tia này người ta gọi đó là phản xạ. Thì các em sẽ có một định luật, đó là sin Y trên cho sin R thì bằng N2 trên cho gì? N1. Đó chính là định luật khúc xạ ánh sáng. N2 là môi trường khúc xạ, N1 là môi trường gì? Tới. Và chúng ta tiếp tục có một công thức về độ lệch của lăng kính, đó là gì? D sẽ bằng Y1 cộng Y2 và trừ đi gì? Trừ đi A. Góc tới, góc ngó và góc chiết quang và góc lệch D. Tiếp theo chúng ta có sẽ công thức của dây dẫn. Từ trường tại tâm của một dây dẫn thẳng tròn tại tâm B sẽ bằng 2pi nhân 10 mũ trừ 7 nhân Y chia cho R. R là khoảng cách từ dây dẫn đến một điểm mà các em cần gì? Khảo sát. Chúng ta sẽ nói tiếp về cái trường hợp là góc phản xạ vuông góc với lại tia khúc xạ. Lúc đó chúng ta sẽ có được là gì? Y' thì bằng Y. Và lúc đó là góc Y' cộng cho R bằng 90 độ. Vậy cô hoàn toàn viết được là Y cộng R bằng 90. Cốt đối sin bù phụ chéo nhau, sin Y thì bằng cốt R. Được chưa? Như vậy vừa vào định luật khúc xạ ánh sáng, chúng ta có sin Y trên sin R. Và môi trường của ta sẽ truyền từ môi trường có chiết xuất N sang môi trường không khí là bằng 1. Như vậy thì chúng ta sẽ có N2 của chúng ta là bằng 1 và N. Được chưa? Và chúng ta sẽ có sin Y thì bằng cos R. Như vậy thì chúng ta có sin Y bằng cos R. Cos R chia sin R thì bằng 1 trên tan 1 trên N. Bắt được quả tan sin đè trên cos. Như vậy cô tan giả dụ cos đè trên sin. Như vậy các em sẽ có cô tan của R thì bằng 1 trên N. Mà cô tan thì bằng 1 trên gì? 1 trên tan N. Tan R thì bằng 1 trên N. Từ đây cô sẽ suy ra được là tan R của cô thì bằng N. Đó là công thức mà cô cần chứng minh cho các em. Tiếp theo chúng ta sẽ hiểu là gì? Chiết xuất là gì? Chiết xuất chính là sự kiềm hãm ánh sáng. Tức là C là 3 nhân 10 mũ 8 là vận tốc lớn nhất trong chân không. Được chưa? Chia cho vận tốc truyền của một môi trường nào đó chính là chiết xuất. Chứng tỏ một lần chiết xuất sẽ tỷ lệ nghịch với lại gì? Với lại V. Từ đây các bạn sẽ có N1 trên N2 sẽ bằng là V2 trên cho gì? V1. Đó chính là công thức của chúng ta. Đó là hai góc vuông góc, tức là góc Y cộng cho góc R thì bằng gì? 90 độ. Các em có thể chọn gì? Đáp án cho cô. Và tương tự như vậy, nếu góc Y là góc nhỏ, góc nhỏ và góc chiết quang A cũng nhỏ, nhỏ ở đây khái niệm là nhỏ hơn 10 độ, thì góc lệch qua lăng kính của các bạn sẽ bằng N trừ 1 nhân với lại A. Tiếp theo các bạn sẽ có được là gì? Độ lớn cảm ứng từ của dây dẫn, đặc biệt đối với dây dẫn thẳng dài thì các bạn sẽ có D bằng 2 nhân 10 mũ trừ 7 nhân Y chia cho R. Hồi nãy các bạn cô nhầm lẫn, đó là chúng ta sẽ nói về là cảm ứng từ tại gì? Tại tâm. Như vậy thì vòng tròn của các bạn sẽ bằng, đó là tại tâm của đường tròn thì 2pi nhân 10 mũ trừ 7 nhân Y chia cho R. R là bán kính của vòng tròn. Nếu có R vòng dây, các bạn sẽ nhân cho gì? N. Đây là tâm của dây tròn.
tâm của dây dẫn tròn. Và ở đây chúng ta sẽ thấy được đó chính là dây dẫn gì các bạn? Dây dẫn thẳng. Thẳng rất là dài, vô hạn, được chưa? Và nếu như bạn nào mà biết được là cảm ứng từ trong ống dây thì chúng ta sẽ có được B sẽ bằng 4 bi nhân 10 mũ trừ 7. Nhân với lại gì các bạn? Nhân với lại Y. Nhân với lại N. N là gì? Là tổng số vòng dây trên 1 mét chiều dài. Tổng số vòng dây trên 1 mét chiều dài. Đó là từ trường trong lòng gì? Ống dây. Cái độ từ cảm trong một cái cuộn dây như thế này thì chúng ta sẽ hiểu đây chính là cuộn dây. Và cái đại lượng đặc trưng cho cuộn dây này người ta gọi đó là độ từ cảm. Lớp 12 các bạn cũng sẽ học về cái độ từ cảm này. Cho nên tất cả các anh chị 12 vào trong này cũng học công thức này cho dễ nhớ. Là chúng ta sẽ có L sẽ bằng 4 pi nhân cho 10 mũ trừ 7 nhân với lại N bình phương chia cho L nhân với S. Đó là đơn vị của độ từ cảm là Henry. Và chúng ta có một công thức về tiêu cự của thấu kính. Chúng ta sẽ có được 1 trên S bằng N trừ 1. N đây là kính trên N của môi trường nữa các bạn. Môi trường, nếu đặt trong không khí thì nó sẽ bằng 1 trừ đi 1 nhân với lại 1 trên bán kính của R1 cộng 1 trên bán kính của R2. Và R này sẽ nếu như lớn hơn 0, nếu như nó là lồi. Còn nếu nó nhỏ hơn 0, tức là nó gì? Nó lõm. Các em phải xem là bán kính mặt cầu lồi hay mặt cầu lõm để chúng ta sẽ áp dụng công thức này. Và chiết xuất này là của thấu kính và chiết xuất này là của môi trường. Nếu môi trường là không khí hoặc chân không thì nó sẽ bằng 1. Và tiêu cự này các bạn cũng có thể nói rằng nếu như S lớn hơn 0, đó là thấu kính hồi tụ. Và nếu S nhỏ hơn 0 thì thấu kính phân kỳ. Vậy thì nó có liên quan tới là mặt cầu lồi và mặt cầu gì? Mặt cầu lõm. Ok. Nếu thấy hay thì làm gì bạn? Like và chia sẻ cho mọi người cùng xem. Và tiếp tục đón xem những video tiếp theo của cô để cô hỗ trợ các bạn giải về học thuộc công thức gì. Ta sẽ nói về độ phóng đại của ảnh K thì bằng đối với các thấu kính mỏng trừ D phẩy trên D. Chúng ta có công thức 1 trên S bằng 1 trên D cộng cho 1 trên D phẩy. Từ đây ta sẽ rút 1 trên D phẩy sẽ bằng 1 trên S trừ cho 1 trên D. Từ đây các bạn sẽ quy đồng mẫu số là D trừ đi S trên cho D nhân S. Vậy đảo ngược lên trên chúng ta sẽ rút ra được là gì? D phẩy D của ta, D phẩy của ta sẽ đảo ngược là D nhân S trên cho D trừ S. Tương tự như vậy các em cũng sẽ rút ra D sẽ bằng là D phẩy nhân S trên cho D phẩy trừ gì? Trừ S. Bây giờ con sẽ thay vào công thức độ phóng đại K sẽ bằng là trừ D phẩy là trừ D nhân S trên cho D trừ S. Chia tiếp cho gì nữa? Chia tiếp cho D. Vậy D với D là cô rút gọn được và cô đổi cái dấu lại sẽ có được là S trên cho đổi lại là S trừ gì? Trừ D. S trên cho S trừ gì? Trừ D. Tương tự như vậy cô chứng minh là trừ D phẩy trên D tức là trừ của D phẩy nhân S trên cho D phẩy trừ S. Trừ D phẩy trừ D phẩy trên D mà đây là D như vậy cô sẽ ngược lại. Cô làm ngược lại. Đó là D phẩy trừ D phẩy chia cho D phẩy nhân S trên cho D phẩy trừ trừ S. Trừ với dấu trừ D phẩy với D phẩy là rút gọn đảo ngược lên trên các bạn sẽ có được là D phẩy trừ S trên cho S. Nhưng mà đổi dấu trừ lần trước nữa thì các bạn sẽ có S trừ cho D phẩy trên gì? Trên S, đúng không? S trừ D phẩy trên S. Và chúng ta sẽ chọn đáp án cho cô, đó là câu D. Hay không bạn? Nếu hay gì
huyết và rất là muốn các bạn học tốt. Ok, chúng ta sẽ cùng nhau cố gắng. I love you. Chúng ta câu 19 và câu 20 là chúng ta sẽ có được là khi R1 mà bằng R2 mà bằng A chia cho 2 và I1 bằng I2 thì lúc đó các bạn sẽ có được góc lệ cực cực tiểu. Đúng chưa? Bây giờ ta sẽ chứng minh cái công thức góc lệ cực tiểu này là chúng ta sẽ có được là cô trong về lý vừa rồi.